Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng đẹp trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà thiết kế một trệt và hai tầng lầu, đúc 3 tấm và một tum. Nhà có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 16m, nhà có hướng chính đông. Có lòng đường nhựa phía trước rộng 7m và vỉa hè mỗi bên là 3m. Đây là trục đường thông phía trước của căn nhà. Khu vực này thì được nằm trong một khu dân cư sạch sẽ, an ninh và yên tĩnh, xe hơi cũng như xe Honda để ở ngoài thoải mái quý vị nhé. Đây là trục đường phía trước của căn nhà quý vị này. Và đây là trục đường ngược lại của căn nhà. Căn nhà này có địa chỉ tại phường Thuận Giao thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí nằm gần với đường quốc lộ 13, gần siêu thị Aeon Bình Dương, gần khu Việt Sinh, V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Hương. Nhà này cũng gần với thành phố Thủ Dầu Một và cũng gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú của Dĩ An Bình Dương. Đây là mặt tiền căn nhà. Mặt tiền thì được chủ nhà thiết kế mặt tiền mái thái hình chữ A, ban công vuông, rất là đẹp. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp rộng rãi. Nhà này sẽ có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng ở trên quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị cùng Hồng Sơn ta vào trong tham quan chi tiết ở trong. Quý vị đang xem, nhớ xem hết video. Nếu thấy căn nhà này đẹp, hợp lý, có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp qua số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú hoặc là siêu thị Aeon Bình Dương nằm trên đường quốc lộ 13. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Đây là khu vực phòng khách của căn nhà tầng trệt. Ở bên đây thì có sofa cũng như là kệ tivi của căn nhà quý vị nhé. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao kết hợp với quạt trần cũng như là hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên. Đây là khu vực phòng khách tầng trệt được chủ nhà bố trí thiết kế khá là rộng quý vị nhé. Quý vị đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương, khu vực như thành phố Dĩ An hoặc là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì hãy xem hết video này. Nếu thấy căn nhà này đẹp, hợp lý, có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để có giá tốt nhất. Ở đây thì mình có một tủ rượu ở đây quý vị nhé. Phía trong đây là khu vực phòng bếp. Bếp thì được chủ nhà thiết kế hai dàn tủ trên và dưới, có một bộ bàn ăn 6 ghế sẵn ở đây rồi. Phía trên mình có quạt trần Panasonic ở trên. Và khu vực bên đây thì mình có thể kê tủ lạnh, kê thêm những nội thất gia dụng trong phòng bếp thoải mái quý vị nhé. Phía cuối là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh tầng trệt của căn nhà. Đây là khu vực giếng trời của căn nhà quý vị này. Và dưới đây thì được chủ nhà trồng những cây và chậu rửa gương soi thì được thiết kế ở ngoài. Đây là phòng vệ sinh tầng trệt. Tổng nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Nhà đất Hồng Sơn chào bán với giá 3 tỷ 900 triệu đồng vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Quý vị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem và tham khảo. Quý vị mua ở, mua đầu tư hoặc là mua cho thuê thì hãy tham quan thêm nhiều sản phẩm ở trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên ta tham quan chi tiết ở trên. Trụ cũng như tay vịn cầu thang thì được chủ nhà làm bằng gỗ gõ đỏ quý vị. Và vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực. Lầu trên này thì sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Đây là phòng ngủ thứ nhất này và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất. Nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sen thuyền được chủ nhà đề co đầy đủ hết quý vị nhé. Đây là khu vực giường cũng như là tủ áo và kệ để vali túi sách. Ở đây thì có máy lạnh sẵn này. Và ở đây thì có một cái ban công phía sau đây này.
Ở đây thì mình có thể kê máy giặt phơi đồ ở lầu này được quý vị nhé. Chỗ này kê máy giặt phơi đồ được. Và lầu trên thêm khu vực sân thượng để mình có thể kê máy giặt phơi đồ ở lầu trên được quý vị. Một căn nhà có diện tích ngang 4 sâu 16 mét có hướng chính đông, giá là 3 tỷ 900 triệu đồng. Vị trí thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với đường quốc lộ 13, gần siêu thị Aeon Bình Dương. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng vệ sinh này khá là rộng và chủ nhà sử dụng nội thất cao cấp, có thêm một cái bồn tắm nằm ở đây quý vị nhé. Căn nhà được bố trí và thiết kế rất là đẹp. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Khu vực bên đây thì có kệ tivi này. Đây thì có ban công phía trước đã được chủ nhà gắn rèm đầy đủ hết rồi. Ở đây thì có giường, ở trên là hệ thống máy lạnh quý vị nhé. Và ở đây có khu vực tủ áo này. Ngoài căn nhà này ra thì bên nhà đất Hồng Sơn còn rất nhiều sản phẩm mà không quay hết lên YouTube được. Quý vị liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để xem thêm nhiều sản phẩm Hồng Sơn có đăng trên Zalo mà không đăng lên YouTube. Ví dụ như những lô đất hoặc là những dãy trọ hoặc là những căn nhà chính chủ đang ở thì Hồng Sơn chỉ đăng hình thôi. Nên quý vị truy cập vào Zalo để xem thêm nhé. Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Đây mình có máy lạnh này. Phòng ngủ thứ ba này quý vị nhé. Và đây là phòng vệ sinh riêng, phòng vệ sinh chung dành cho phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ tư. Và đây là phòng ngủ thứ tư quý vị này. Phòng ngủ thứ tư có tủ áo đây quý vị nhé. Phòng này khá là dài. Phía trước đây là khu vực phòng thờ. Đây là phòng thờ của căn nhà quý vị này. Bây giờ mời quý vị cùng Hồng Sơn lên sân thượng để tham quan khu vực sân thượng ở trên. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương và nhận xây dựng trọn gói cho anh chị nào có nhu cầu xây dựng, đang có lô đất chưa biết xây nhiều mẫu nào thì bên Hồng Sơn sẽ giới thiệu cho những đơn vị xây dựng uy tín quý vị nhé. Trên đây là sân thượng trước và sân thượng sau. Khu vực này thì mình có thêm một chỗ để kê máy giặt phơi đồ ở lầu trên. Và ở đây thì có bồn nước cũng như là năng lượng mặt trời rồi quý vị nhé. Đây là sân thượng trước này. Sân thượng trước đây, mình có thể về trồng rau, trồng mướp như những căn nhà kế bên đây. Và ở đây là hàng xóm xung quanh đã ở gần kín hết rồi này. Đó, đường phía trước này. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.